Các em thân mến, trong chương trước, chúng ta vừa tìm hiểu tính chất, ứng dụng và cách điều chế khí oxy. Bài học hôm nay sẽ giới thiệu cho các em một chất khí mới, đó là khí hydro. Các em cùng tìm hiểu qua chủ đề hydro nha. Trong chủ đề này, các kiến thức các em cần học là tính chất, ứng dụng, điều chế khí hydro và phản ứng thế. Em hãy nhắc lại ký hiệu hóa học nguyên tố hydro, công thức hóa học của đơn chất, nguyên tử khối và phân tử khối. Ở đây, nguyên tố hydro có ký hiệu là H với nguyên tử khối là 1. Đơn chất khí hydro có công thức hóa học là H2 và phân tử khối là 2. Tiếp theo, ta cùng tìm hiểu tính chất vật lý và tính chất hóa học của hydro. Phần tính chất vật lý này, ta tìm hiểu trạng thái, màu sắc, mùi vị của khí hydro, tính tan hay không tan trong nước, và khí hydro nặng hay nhẹ hơn so với không khí. Em quan sát bình chứa khí hydro, nhận xét trạng thái, màu sắc và thử dự đoán mùi vị của hydro. Hydro là chất khí không màu, không mùi và không vị. Vậy khí hydro nặng hay nhẹ hơn so với không khí? Ta cùng làm thử một thí nghiệm. Ta có những quả bóng chứa khí hydro. Em hãy quan sát thí nghiệm và nhận xét khí hydro nặng hay nhẹ hơn so với không khí. Những quả bóng khí hydro bay lên cao, chứng tỏ khí hydro nhẹ hơn không khí. Và ta cũng dễ dàng kết luận được dựa vào phép toán tính tỷ khối của khí hydro đối với không khí. Khí hydro nhẹ hơn không khí. Vậy khí hydro nặng hay nhẹ hơn so với các khí khác? Ta quan sát hiện tượng và cho biết quả bóng chứa khí nào sẽ bay cao nhất. Quả bóng chứa khí hydro bay cao nhất. Em có nhận xét gì về tính nhẹ của khí hydro so với các khí khác? Ở đây, khí hydro là khí nhẹ nhất trong các chất khí, vì khối lượng mol của khí hydro chỉ bằng 2 gam trên mol mà thôi. Và dựa vào các số liệu tiếp theo, em hãy kết luận khí hydro tan ít hay tan nhiều trong nước. 1 lít nước ở 15 độ C hòa tan được 20 ml khí hydro. 1 lít nước ở 20 độ C hòa tan được 700 lít khí amoniac. Vậy ta kết luận được là khí hydro tan rất ít trong nước. Các em ghi nhận phần tính chất vật lý của khí hydro. Khí hydro là chất khí không màu, không mùi, không vị, nhẹ nhất trong các chất khí và tan rất ít trong nước. Và em thử so sánh với tính chất vật lý của khí oxy nha. Hydro là chất khí nhẹ nhất nên được bơm vào các khinh khí cầu, giúp cho khí cầu có thể bay lên cao. Người ta thiết kế ra những cái khí cầu rất là lớn như khí cầu Hindenburg, có kích cỡ lớn gấp 3 lần một chiếc máy bay Boeing 747 ngày nay. Khí cầu được sử dụng như một phương tiện giao thông di chuyển từ nước này sang nước khác. Vào thế kỷ thứ 20 thì ngành du lịch khí cầu phát triển rất rực rỡ cho đến một ngày. Đó là ngày 6 tháng 5 năm 1937, khí cầu du lịch Hindenburg bất ngờ nổ tung. Và thời gian sau, người ta tìm ra nguyên nhân của vụ nổ, chính là khí hydro. Vậy khí hydro còn có những tính chất gì? Các em cùng tìm hiểu tiếp qua phần tính chất hóa học. Khi tìm hiểu tính chất hóa học của oxy, các em còn nhớ là các thí nghiệm ta làm hầu hết là thí nghiệm đốt cháy. Vậy ta cũng sẽ đốt khí hydro thử xem hydro có cháy không. Để đốt khí hydro, các em sẽ chuẩn bị dụng cụ hóa chất như hình vẽ. Ta cho kim loại kẽm và axit clohydric vào trong ống nghiệm. Sau đó lắp ống phút nhọn. Khi khí hydro sinh ra, ta sẽ đốt cháy trong oxy không khí. Và ta sẽ dùng một cái cốc thủy tinh hứng cái phần ngọn lửa. Em quan sát thí nghiệm và cho biết khí hydro có cháy trong không khí không. Và quan sát thành cốc, nêu tên sản phẩm nếu có.
Cam cùng theo dõi đoạn phim. Vậy khi đốt khí hydro và dùng cái cốc thủy tinh hứng phần ngọn lửa, các em đã thấy gì? Ta thấy hydro cháy với ngọn lửa nhỏ và có hơi nước bám trên thành cốc, chứng tỏ khí hydro đã tác dụng với oxy và sản phẩm tạo ra là nước. Em ghi tính chất học đầu tiên của hydro, đó là tác dụng với oxy qua thí nghiệm đốt khí hydro. Hiện tượng ta quan sát được đó là hydro cháy với ngọn lửa nhỏ và tạo ra nước. Các em viết phương trình hóa học. Trong đoạn phim thí nghiệm vừa rồi, có một điểm lưu ý là khi hydro bắt đầu sinh ra, ta đợi cho dòng khí hydro thoát ra liên tục, ta mới đốt. Thao tác quan trọng đó, mục đích là để khí hydro thoát ra, cuốn hết không khí trong hệ thống. Lúc này, khí hydro đã tinh khiết, ta mới tiến hành đốt. Nếu không đảm bảo quy tắc an toàn này thì sao các em? Hydro không tinh khiết, có lẫn khí oxy, khi cháy sẽ gây tiếng nổ. Các em theo dõi một trường hợp đốt khí hydro chưa tinh khiết sau đây. Hỗn hợp khí hydro và khí oxy, tức là khí hydro không tinh khiết, khi cháy sẽ gây ra tiếng nổ. Và hỗn hợp này sẽ gây nổ mạnh nhất khi được trộn theo đúng tỷ lệ về thể tích nhất định. Tỷ lệ đó là bao nhiêu? Em cùng xem cách tạo ra một hỗn hợp nổ trong phòng thí nghiệm. Đoạn phim vừa rồi có nhắc đến hỗn hợp gây nổ mạnh nhất khi trộn theo đúng tỷ lệ về thể tích là 2 và 1, tức là 2 phần thể tích khí hydro và 1 phần thể tích khí oxy. Đây cũng chính là tỷ lệ số mol của khí hydro và oxy trong phương trình hóa học. Các em ghi nhận nội dung bài. Phần đọc thêm sách giáo khoa trang 109 có giải thích hỗn hợp khí hydro và khí oxy khi cháy gây nổ mạnh là vì hỗn hợp này cháy rất nhanh và tỏa nhiều nhiệt. Nhiệt này làm thể tích hơi nước sau phản ứng tăng lên đột ngột nhiều lần, do đó làm chấn động không khí, gây ra tiếng nổ. Các em tìm hiểu tiếp trong phần đọc thêm. Vậy dựa vào tính chất hóa học này, em thử giải thích tại sao khí hydro lại là một trong những nguyên nhân gây nên thảm họa khí cầu Hindenburg.
Từ đó, khí cầu bơm khí hydro không còn được sử dụng nữa. Ngày nay, vẫn có những cuộc trình diễn khí cầu với nhiều màu sắc rất đẹp mắt. Vậy loại khí nào được bơm vào các khí cầu này? Các em thử tìm hiểu nha. Qua phần vừa rồi, ta biết được hydro tác dụng với oxy trong đơn chất để tạo ra nước. Vậy hydro có thể kết hợp với oxy trong hợp chất không? Ta cùng tìm hiểu tính chất hóa học tiếp theo, tác dụng với đồng hai oxit. Qua thí nghiệm, dẫn khí hydro qua bột đồng hai oxit đun nóng. Các em quan sát mẫu chất COO dạng bột rắn màu đen, cùng làm thí nghiệm và nêu hiện tượng, viết phương trình hóa học xảy ra nếu có. Để làm thí nghiệm này, em chuẩn bị dụng cụ hóa chất như hình. Cần có khí hydro thì ta cho kim loại kẽm tác dụng với dung dịch axit chlorhydric. Khi khí hydro thoát ra, ta sẽ dẫn khí hydro qua bột đồng hai oxit đun nóng. Các em làm thí nghiệm, quan sát thành ống dẫn khí, chú ý sự thay đổi màu sắc. Hiện tượng các em quan sát được là có sự thay đổi về màu sắc. COO từ màu đen chuyển thành một chất có màu đỏ gạch là kim loại đồng và trên thành ống có xuất hiện hơi nước. Vậy sản phẩm của phản ứng này là nước và kim loại đồng. Các em hoàn thành phần phương trình hóa học. Cô nói thêm về cách viết phương trình hóa học này. Các em nhìn lại phản ứng cháy của khí hydro, ta thấy hydro tác dụng với oxy và tạo ra nước. Thì trong phản ứng hydro tác dụng với đồng hai oxit, hydro cũng kết hợp với oxy để tạo ra nước. Ta gọi hydro chiếm nguyên tố oxy và sản phẩm còn lại là kim loại đồng. Các em chú ý, hydro chiếm oxy của đồng hai oxit COO tạo ra nước và kim loại đồng. Ta ghi nhận luôn trong bài ghi hydro chiếm nguyên tố oxy. Ta nói hydro có tính khử. Chất chiếm nguyên tố oxy là chất có tính khử. Ngoài COO, hydro còn chiếm nguyên tố oxy của một số oxit kim loại khác. Ta thử tìm hiểu qua các phản ứng sau. Hydro thể hiện tính khử của mình bằng việc chiếm oxy của một số oxit kim loại. Ta xét phản ứng đầu tiên, hydro tác dụng với ZnO. Hydro chiếm oxy của ZnO tạo ra nước và kẽm Zn. Vậy từ đây ta viết được phương trình tổng quát. Khi cho khí hydro tác dụng với một số oxit kim loại, ta sinh ra được nước và kim loại. Với phương trình tổng quát này, ta vận dụng để hoàn thành hai phương trình hóa học tiếp theo như sau. Kiến thức này em sẽ áp dụng và giải các bài tập 1 sách giáo khoa trang 109 và bài tập 1 sách giáo khoa trang 119. Từ tính chất vật lý và tính chất hóa học của khí hydro vừa tìm hiểu, thì hydro có những ứng dụng gì? Em đọc thêm trong sách giáo khoa phần 3 trang 107 và hình vẽ trang 108. Phần tiếp theo, ta sẽ tìm hiểu cách điều chế khí hydro và phản ứng thế, gồm các mục chính như sau. Với phần này, các em hãy liên hệ lại kiến thức trong phần điều chế khí oxy đã được học ở các bài trước. Trong các đoạn phim thí nghiệm mà các em đã được xem, có giới thiệu nhiều lần về nguyên liệu điều chế khí hydro trong phòng thí nghiệm, đó là kim loại và axit. Ngoài kim loại kẽm, ta còn dùng một số kim loại khác như magie, nhôm, sắt. Ta sẽ nhớ bốn kim loại này bằng cách đọc mang, áo, giáp, sắt.
Trong đó, nhôm có hóa trị 3, còn các kim loại còn lại thể hiện hóa trị 2 khi tác dụng với axit. Một số axit ta hay dùng, các em nhớ tên và công thức hóa học của hai axit này nha. Nguyên tắc của phản ứng là trước phản ứng ta có hai chất là kim loại và axit. Vậy ta cho hai chất này tác dụng với nhau, thu được khí hydro và sản phẩm còn lại là chất muối. Ta ghi nhận phần phương trình tổng quát và liệt kê luôn các kim loại và axit thường dùng. Các em ghi bài. Ta xét một phương trình hóa học cụ thể qua thí nghiệm cho kẽm vào dung dịch axit chlorhydric HCl. Em quan sát đoạn phim thí nghiệm, nêu hiện tượng và viết phương trình hóa học. Qua đoạn phim thí nghiệm vừa rồi, hiện tượng em quan sát được là sủi bọt khí. Đây chính là khí hydro, hoặc ta có thể ghi có khí thoát ra hay xuất hiện chất khí. Ngoài ra, kẽm tác dụng với axit chlorhydric nên miếng kim loại kẽm này sẽ bị tan dần. Cách viết phương trình hóa học, ban đầu ta có hai chất phản ứng là kẽm và axit chlorhydric. Phản ứng tạo ra khí hydro. Sau khi cô cạn dung dịch sau phản ứng, ta có thêm sản phẩm là kẽm clorua. Ta thử viết công thức hóa học của chất muối này gồm kẽm và clo, áp dụng quy tắc hóa trị, viết nhanh công thức là ZnCl2 và ta cân bằng phản ứng. Tiếp theo, ta tìm hiểu cách thu khí hydro trong phòng thí nghiệm. Sách giáo khoa giới thiệu cho ta có hai cách thu khí, đó là thu khí bằng cách đẩy nước và bằng cách đẩy không khí. Em hãy nhớ lại cách thu khí oxy và so sánh xem có gì khác nhau trong cách thu hai khí này. Dựa vào phần hình vẽ, ta thấy được điểm khác nhau. Khí oxy đẩy không khí thì miệng ống thu khí hướng lên trên. Khí hydro đẩy không khí thì miệng ống thu khí hướng xuống dưới là do khí oxy nặng hơn không khí và khí hydro thì nhẹ hơn không khí. Ta ghi lại nội dung vừa học và sau đó xem đoạn phim thu khí hydro bằng cách đẩy nước. Sau khi ta đã tìm hiểu xong cách điều chế khí hydro trong phòng thí nghiệm, ta sẽ tìm hiểu tiếp cách điều chế khí hydro trong công nghiệp. Với cách làm này, các em đã được biết ở bài oxy, ta điện phân nước, tức là phân hủy nước bằng dòng điện. Ta đồng thời thu được khí oxy và khí hydro, phương trình điều chế như sau. Các em ghi nhớ phương trình này, ghi vào trong tập và không vẽ hình. Qua phần vừa rồi, quan trọng nhất là các em nhớ các thí nghiệm điều chế, hiện tượng và cách viết phương trình hóa học. Vậy làm sao để nhớ cách viết phương trình hóa học của các phản ứng điều chế? Ta cùng rèn phần này một chút. Cô thay đổi màu một số ký hiệu hóa học, giúp các em nhìn rõ hơn diễn biến của phản ứng này. Các em chú ý. Nguyên tử kẽm đã thay thế cho nguyên tử hydro trong hợp chất HCl. Sau phản ứng, ta thu được khí hydro và hợp chất kẽm clorua gồm nguyên tố kẽm và clo. Áp dụng quy tắc hóa trị, viết nhanh công thức hóa học là ZnCl2. Các em hoàn thành phương trình hóa học.
các em coi lại. Các phản ứng hóa học có sự thay thế của nguyên tử đơn chết với nguyên tử của nguyên tố khác trong hợp chất. Ta gọi đó là phản ứng thế. Vậy phản ứng thế là gì? Ta cùng tìm hiểu phần tiếp theo. Các em ghi nhận khái niệm phản ứng thế. Phản ứng thế là phản ứng hóa học giữa đơn chất và hợp chất. Trong đó, nguyên tử của đơn chất thay thế nguyên tử của một nguyên tố khác trong hợp chất. Ta xét ví dụ giữa sắt và axit sulfuric H2SO4. Ở đây, nguyên tử của nguyên tố sắt sẽ thế chỗ cho nguyên tử của nguyên tố hydro trong hợp chất H2SO4 và tạo thành FeSO4 và khí hydro. Sắt thể hiện hóa trị 2 khi phản ứng với các axit, tên gọi sắt 2 sunfat. Các em ghi ví dụ vào. Em ôn lại các kiến thức qua bài tập số 4 sách giáo khoa trang 119. Lập phương trình hóa học, xác định loại phản ứng và giải thích. Các phản ứng này cho tên chất, các em thay bằng công thức hóa học của chất và cân bằng phản ứng. Sau khi đã lập phương trình xong, các em sẽ phân loại phản ứng. Có 3 loại phản ứng mà các em đã được học, đó là phản ứng thế, phản ứng hóa hợp và phản ứng phân hủy. Các em cùng làm bài. Sau đây là phần gợi ý làm bài. Các em sẽ thay tên chất bằng công thức hóa học và lập thành phương trình hóa học như sau. Sau khi lập thành phương trình, thì các em phân loại phản ứng. Ở đây cô có phản ứng số 1 là phản ứng hóa hợp, phản ứng số 2 là phản ứng thế, phản ứng số 3 phản ứng phân hủy và phản ứng số 4 là phản ứng thế. Thì ta sẽ giải thích dựa vào khái niệm của các loại phản ứng này. Phần bài học đến đây là hết. Các em thực hiện phần hướng dẫn tự học như trên. Có gì thắc mắc, các em liên hệ với thầy cô bộ môn của mình. Cô chào tất cả các em.